thể lớp 12V6 của anh Tuấn, học vào thứ sáu hàng tuần lúc 6 giờ. Và chúc em có một ngày mùng 8 tháng 3 thật sự là vui vẻ. Chúc em luôn luôn giữ gìn được sức khỏe, cũng là cũng tươi trẻ và gặp là thật nhiều niềm niềm vui, niềm may mắn.